Nằm lưng chừng núi Két, chùa Cây Thị vốn được xem là chốn bình yên gắn liền với cuộc sống người dân và Phật tử của vùng núi Thất Sơn huyền bí. Trải qua bao cuộc chiến tranh, chùa nhiều lần được sửa chữa nhưng vẫn giữ nét hoang sơ, tĩnh mịch. Bao quanh chùa có chín lão thị sống hơn một thế kỷ, che bóng mát tạo không gian trầm lắng, tỏa hương thơm thoang thoảng, nồng nàn giữa vùng núi non hùng vĩ. Cuối thế kỷ thứ 19, có Hòa Thượng Thích Giác Tâm, thế danh là Võ Văn Đính, ở dưới Cần Thơ lên đây tìm chốn núi non cất am để tu hành. Thì khi Hòa Thượng về đây mới bắt đầu trồng một số cây thị như quý vị thấy, thì hiện bây giờ vẫn còn khoảng 9 cây. Thì theo thầy được biết, những cái cây thị cổ như cây thị này thì đến nay cũng đã được hơn 100 năm rồi. Chùa Cây Thị cách thị trấn Nhà Bàng 1 km, bên trái hướng về núi Cấm, thuộc địa phận ấp núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Người sáng lập là ông Võ Văn Đính, pháp danh Thích Giác Tâm. Trải qua bao biến cố lịch sử, từ năm 1930, Hòa Thượng khai sơn viên tịch và mãi đến năm 1990, chùa vẫn không người chủ trì, mà chỉ có con cháu tộc họ giữ gìn hương khói. Sau đó, Thượng tọa Thích Huệ Trí là vị chân tu đời thứ ba về đây tôn tạo, kế thừa theo hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Có thể nói, những lão thị hơn 100 năm tuổi ở vùng đất này là gốc tích còn sót lại, vừa minh chứng giá trị văn hóa lịch sử, vừa tôn thêm vẻ đẹp, cảnh quan ngôi chùa. Vào mùa mưa, lão thị đơm hoa, kết trái, tạo hương thơm thanh khiết, khiến ai vãng cảnh cũng ngỡ ngàng như lạc vào chốn non tiên. Khi mà bước chân đến cái ngôi chùa Long Sơn, người ta còn đích danh gọi là cái chùa Ke Thị, thì cảm giác rất là thanh bình và cái tâm mình nó rất là an lạc. Dạ, từ cái chỗ đó mà những cái lúc rảnh rỗi hoặc là sau giờ làm việc á, mình đều tranh thủ đến chùa này để ngồi tĩnh tâm, thăm thiền, lấy lại cái năng lượng cho những ngày mình mệt nhọc, và mong muốn là mọi người ai cũng đủ duyên lành để mà đến tham quan cái ngôi chùa Long Sơn này ạ. Chị cũng đi tham quan một cái phong cảnh chùa, chị rất là thích, phong cảnh rất là mát mẻ và thanh tịnh. Trên đây cũng đáng mà để tu tập. Ngày nay, chùa Cây Thị được trùng tu theo kiến trúc của văn hóa phương Đông, khoác lên mình diện mạo nguy nga, tráng lệ, có tên trong giáo hội là Long Sơn Tự, với kết cấu mái ngói cổ kính, hoa văn rồng mây, trên đỉnh nóc chùa là bánh xe chuyển pháp luân kết hợp họa tiết hoa sen. Hậu cảnh ngôi chánh điện trang nghiêm là Anh Vũ Sơn Hùng Vĩ, hay còn gọi là Núi Két Huyền Thoại. Vào mùa vu lan báo hiếu, lão thị chín rộ trái, trở thành nét đẹp tâm linh khi khách thập phương đến dâng hương lễ Phật cầu an lành.